Đừng tốn tiền đi viện. Người đến tuổi 50 cứ ăn trứng gà ngâm với hai thứ này, bách bệnh tiêu tan, tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, trứng gà là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng, có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác để tạo ra những món ăn hấp dẫn, và chúng ta cũng không cần mất quá nhiều thời gian để chế biến món ăn này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người đến tuổi 50 cứ ăn trứng gà ngâm với hai thứ này có thể chữa cả tỷ bệnh, xương khớp khỏi đau. Vậy trứng gà nên ngâm với hai thứ gì và lợi ích của chúng như thế nào? Xin mời quý vị, cô bác hãy cùng kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đừng tốn tiền đi viện. Người đến tuổi 50 cứ ăn trứng gà ngâm với hai thứ này, bách bệnh tiêu tan, tăng 10 năm tuổi thọ. Thứ nhất, mật ong. Trứng gà và mật ong là những loại thực phẩm tốt có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của con người. Khi kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ tạo thành một món ăn hấp dẫn và tốt cho cơ thể. Vậy trứng gà ngâm mật ong có công dụng gì? Cách thực hiện như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây nhé! Trứng gà ngâm mật ong có công dụng gì? Theo đông y, trứng gà có vị cam, khí bình và không gây độc. Đây là một loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất có lợi cho những người bị đau dạ dày, cơ thể bị suy nhược, phụ nữ mang bầu và khi nuôi con. Theo tây y thì trứng gà là thực phẩm có nhiều vitamin E, A, D, B1, B6, B12 và các khoáng chất như kẽm, canxi, sắt, magie, cùng với các axit amin có ích cho hệ miễn dịch của con người. Khi kết hợp trứng gà ngâm mật ong có công dụng gì? Theo các chuyên gia, đây là một món ăn có tác dụng thần kỳ, cụ thể như sau. Tăng kích thước vòng 1. Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và chứng minh rằng ăn trứng gà ngâm mật ong sẽ có công dụng tích cực trong việc hỗ trợ tăng kích thước vòng 1. Vì vậy, nếu chị em đang muốn cải thiện vòng 1, hãy sử dụng thường xuyên món ăn này nhé! Hỗ trợ sinh lý nam. Nam giới đang gặp tình trạng yếu sinh lý sẽ có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó có sự thiếu cân bằng về dưỡng chất, thiếu vitamin A, E và các axit béo. Trong khi đó, việc lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong tạo ra nhiều dưỡng chất, có công dụng bồi bổ dương khí, sinh tinh, cải thiện tình trạng yếu sinh lý và giúp nam giới lấy lại được phong độ. Làm đẹp da. Trong trứng gà và mật ong có nhiều vitamin nhóm B, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, từ đó giúp điều trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, khi kết hợp trứng gà và mật ong sẽ tạo nên một thực phẩm có tác dụng ngăn chặn tàn nhang và thâm nám. Hơn nữa, nguồn collagen dồi dào ở trong lòng đỏ trứng gà sẽ hỗ trợ tích cực cho việc sản sinh tế bào da mới, giúp duy trì nội tiết tố ở phụ nữ. Từ đó, giúp làn da được cải thiện, da mịn màng và trắng sáng hơn. Tốt cho phụ nữ đang có thai và sau khi sinh. Trứng gà khi ngâm mật ong rất có lợi cho các mẹ bầu. Các thành phần protein, canxi dồi dào trong trứng gà sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của bào thai tốt hơn. Trong khi đó, mật ong giúp tăng cường sức đề kháng ở người mẹ để tránh được các bệnh cảm cúm, ho trong suốt thai kỳ. Ngoài ra, sau khi sinh, các bà mẹ có thể sử dụng món ăn này để giúp cơ thể nhanh phục hồi. Phụ nữ có thai được khuyên nên ăn trứng gà ngâm mật ong với lượng phù hợp. Tăng cường sức đề kháng. Trong trứng gà có chứa chất béo, vitamin, chất đạm rất tốt cho hệ miễn dịch. Khi trứng gà với mật ong sẽ giúp lòng đỏ trứng được chín hơn, giàu chất đạm, đồng thời vẫn giữ được nguyên dưỡng chất. Ăn trứng gà ngâm mật ong hợp lý sẽ giúp sức đề kháng của cô bác được tốt hơn, có thể ngăn ngừa được các chứng bệnh như cảm cúm, suy nhược. Kích thích hệ tiêu hóa. Các thành phần như chất đạm có trong lòng đỏ trứng gà có công dụng kích thích hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng hơn. Hỗ trợ tăng cân hiệu quả. Nhờ hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào và nhiều vitamin và khoáng chất, nên trứng gà ngâm mật ong sẽ giúp cô bác cải thiện được cân nặng, tăng cân một cách an toàn.
Cách làm trứng gà ngâm mật ong tại nhà. Cách làm trứng gà ngâm mật ong rất đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được ngay tại nhà. Chuẩn bị nguyên liệu gồm một quả trứng gà, mật ong vừa đủ, hũ đựng thủy tinh có nắp đậy kín. Cần chọn loại trứng gà ta, ngon cùng mật ong nguyên chất. Các bước thực hiện trứng gà ngâm mật ong. Tách phần lòng đỏ trứng gà ra, cho vào hũ đựng thủy tinh. Đổ mật ong vào hũ đựng. Mật ong phải phủ kín phần lòng đỏ trứng gà, sau đó đậy kín nắp. Cuối cùng, đặt hũ đựng trứng gà cùng mật ong ở nơi khô ráo, thoáng mát. Các bà nội trợ có thể tự chế biến món ăn này ngay tại nhà. Ngoài phương pháp lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong, ở một số nơi, người dân còn ngâm thêm cùng tam thất. Sau 2 ngày, lòng đỏ trứng gà đã chín, có thể mang ra sử dụng được. Do khi tách lòng trắng trứng ra nên làm mất cân bằng cholesterol. Vì vậy mà trong một tuần, mọi người nên sử dụng từ 2 đến 3 quả. Lưu ý, những người thừa cân không nên sử dụng nhiều món ăn này, bởi lòng đỏ trứng gà có chứa rất nhiều cholesterol. Nên sử dụng ngay khi đem trứng gà ra khỏi hũ, bởi vì nếu để lâu sẽ làm mất dần chất dinh dưỡng và có thể bị nhiễm vi khuẩn, dễ gây khó tiêu. Trứng gà ngâm mật ong là một món ăn bổ dưỡng, phù hợp nhiều đối tượng. Vì thế, mọi người có thể thực hiện món ăn này để cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp cô bác biết được trứng gà ngâm mật ong có công dụng gì, cũng như cách ngâm trứng gà mật ong đúng cách ngay tại nhà nhé. Thứ hai, giấm. Một loại thức uống sức khỏe lưu truyền rộng rãi trong dân gian, trứng giấm. Là dùng trứng gà ngâm trong giấm, rồi ăn cả trứng đã hòa tan trong giấm. Thức uống trứng giấm này từ thời cổ Hy Lạp đã được người ta biết đến, có nhiều loại công hiệu, chế biến thuận tiện. Trứng giấm không chỉ tổng hợp thành phần dinh dưỡng của trứng và giấm, mà còn có tác dụng thực liệu. Hơn nữa, trứng gà dưới tác dụng của giấm dự phòng được nguy cơ nhiễm vi khuẩn, vi sinh vật khi ăn trứng gà sống. Lòng đỏ trứng sống do phân tử lớn hơn, rất khó được các tổ chức ruột non hấp thụ. Lòng đỏ sau khi ngâm giấm, các phân tử xảy ra phân chia thành những phân tử nhỏ. Các chất lecithin, colin và vitamin H dễ được cơ thể hấp thu, phát huy những chức năng sinh lý. Lòng trắng trứng là một loại phân tử protein khổng lồ, là thành phần quan trọng cấu thành sự sống. Ngoài việc chứa nhiều lysozim, còn chứa chất có tác dụng chống ung thư. Lòng trắng trứng đã ngâm giấm, làm cho phân tử protein khổng lồ phân giải thành những phân tử protein nhỏ hơn. Hơn nữa, còn phóng thích ra nhiều lysosome, dễ được cơ thể hấp thu, cho nên tác dụng điều trị tất nhiên lớn hơn so với lòng trắng đơn thuần. Vỏ trứng được mềm hóa, hòa tan bởi giấm, biến thành canxi acetat, có đặc tính dễ tan trong nước. Nó được ruột non hấp thu sạch, là loại muối vô cơ khó mà có được. Nó không chỉ trợ giúp cơ thể phát triển xương khớp, hơn nữa còn có thể phòng trị bệnh cao huyết áp. Cách chế biến trứng giấm. Giấm gạo 180ml, trứng gà còn tươi 1 quả. Trứng sau khi rửa sạch, dùng ngâm trong giấm 2 ngày đêm. Sau khi vỏ trứng hòa tan hoàn toàn, dùng đũa đâm thủng màng trứng còn lại và gắp ra. Sau khi khuấy thật đều lòng trắng và lòng đỏ trứng, sẽ có trứng giấm nguyên chất, đặt trong tủ lạnh để bảo quản. Cách dùng: múc 2 muỗng trứng giấm nguyên chất, thêm 1 muỗng mật ong, dùng lượng nước đun sôi để nguội gấp 7-8 lần để pha loãng rồi uống. Ngày 1 đến 2 lần, dùng sau bữa ăn từ 20 đến 30 phút. Khi chế biến dịch trứng giấm, cần chọn loại giấm tốt, không được dùng giấm hóa học để ngâm chế, sẽ phá hỏng tất cả chức năng bảo vệ sức khỏe của món trứng giấm. Chọn trứng gà còn tươi, mỗi trứng ngâm với 150-180ml giấm. Sau khi ngâm 2 ngày đêm thì có thể khuấy nát quả trứng, rồi ngâm thêm 1 ngày đêm thì dùng. Một số trứng khi chế biến sẽ nổi trên mặt giấm, sau khi dùng đũa khuấy nát mới hòa tan trong giấm. Thông thường, chế biến một quả trứng giấm có thể dùng trong một tuần. Mỗi ngày dùng từ 20 đến 30ml,
uống với lượng nước đun sôi để nguội gấp 7 đến 8 lần. Sau ngày thứ tư, chế biến dịch trứng giấm quả kế tiếp để tiện dùng liên tục. Có người chỉ dùng vỏ trứng chế biến dịch trứng giấm. Vỏ trứng được mềm hóa bởi giấm là một loại muối canxi khó mà có được. Được đường ruột hấp thu sạch, có thể giúp cải thiện một số triệu chứng như loãng xương, thiếu canxi. Món ăn bài thuốc dùng trứng và giấm. Đau thắt ngực, thể khí, trệ huyết ứ. Trứng gà tươi 1 quả, giấm 60ml, đường đen vừa đủ. Trứng gà đập trong chén, thêm giấm, đường đen trộn đều thì dùng. Ngày từ 1 đến 2 lần, dùng liền vài ngày. Sinh khó, sau khi sinh đi lị ra máu. Trứng gà tươi 3 quả, giấm 50ml, lấy lòng đỏ trứng trộn đều với giấm, một lần uống sạch. Sốt rét. Trứng gà 3 quả, giấm 100ml, đập trứng cùng giấm cho vào nồi đất nấu sôi, uống ấm. Sau khi dùng sẽ rét trước nóng sau, vã mồ hôi. Sau khi hết sốt sẽ có hiện tượng đau đầu, nôn ói. Viêm thực quản. Lòng trắng trứng 1 quả, bán hạ 9g. Bán hạ thêm giấm vừa đủ nấu chung. Sau khi loại bỏ bán hạ, đổ lòng trắng trứng 1 quả trong giấm đang nóng. Mỗi tối trước khi ngủ dùng 1 lần, cho đến khi lành bệnh thì thôi. Hoàng đản, tức viêm gan vàng da. Trứng gà cả vỏ, sau khi đốt thành than, tán nhuyễn, hòa với giấm thì dùng, ngày 1 lần. Bệnh đái tháo đường. Trứng gà 5 quả, giấm 150ml. Trứng gà 5 quả đập ra, thêm giấm 150ml trộn đều, ngâm 36 giờ, lại thêm giấm 250ml trộn đều. Mỗi sáng và chiều dùng uống 15ml. Hen suyễn theo mùa. Trứng gà 1 quả, giấm tùy lượng. Giấm nấu với trứng, sau khi chín, lột vỏ, nấu lại 5 phút, ăn trứng. Ngày 2 lần, mỗi lần 1 quả trứng. Tiêu chảy. Trứng gà 2 quả, giấm 100ml. Dùng nồi bằng sành, sứ hay thủy tinh, đập vào trứng gà, nấu trứng chín, uống cả giấm lẫn trứng. Nếu chưa khỏi, dùng lại 1 lần. Viêm phế quản mạn. Dầu mè 30-40ml, giấm vừa đủ, trứng gà 2 quả. Đập trứng và dầu mè đang nóng cho chín, thêm giấm nấu. Mỗi sáng và chiều dùng 1 quả trứng, thời gian dùng thì kiêng rượu, thuốc lá. Vai lưng mỏi đau. Chuối 1 quả, cà rốt 150g, táo tây 200g, trứng gà 1 quả, sữa bò 100ml, giấm 100ml. Mật ong vừa đủ. Chuối lột vỏ cắt làm đôi. Cà rốt và táo tây thái hạt lựu. Cho vào máy xay, thêm lòng đỏ trứng, sữa bò, giấm, chế biến thành sinh tố. Nêm thêm mật ong, thường dùng có hiệu quả. Tiêu chảy lâu ngày do tỳ vị hư hàn. Trứng gà 3 quả, giấm 15ml, gừng tươi 15g, muối và hành vừa đủ. Đập trứng vào chén. Thêm gừng, hành đã thái nhuyễn vào muối trộn đều. Dùng dầu chiên trứng, dưới thêm giấm. Dùng ăn như điểm tâm, dùng liền vài lần cho đến khi lành bệnh. Phần 2. Đàn ông trên 50 tuổi ăn 4 món bổ thận giúp duy trì phong độ sung mãn. Lưng chân cực săn chắc, dẻo dai. Thận được xem là nguồn gốc của sinh mệnh theo y học cổ truyền. Để bồi bổ thận và giúp cơ thể giữ gìn phong độ, cải thiện sức khỏe lưng và chân, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò hết sức quan trọng. Dưới đây là 4 món ăn không chỉ ngon miệng mà còn có công dụng bổ thận, giúp cơ thể quý ông trở nên săn chắc, dẻo dai. 1. Bào ngư nướng mỡ hành. Bào ngư là một loại thực phẩm giàu protein, axit amin thiết yếu và omega 3, cùng với các khoáng chất quan trọng như kẽm và sắt. Protein và axit amin thiết yếu rất cần thiết cho sự phục hồi và tái tạo tế bào. Trong khi omega 3 có thể giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch,
có lợi cho việc lưu thông máu đến các cơ quan, bao gồm thận. Kẽm đóng vai trò trong nhiều quá trình sinh hóa ở cơ thể, rất quan trọng cho hệ miễn dịch và chức năng thận. Trong khi sắt là chất cần thiết cho việc tạo ra hồng cầu và vận chuyển oxy, ăn bào ngư có thể hỗ trợ chức năng thận thông qua việc cung cấp những dưỡng chất này. 2. Cật lợn sau ớt. Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong Đông y, cật lợn có vị mặn, tính lạnh, giúp bổ thận, ích tinh, tráng dương, dùng để chữa thận yếu, suy giảm chức năng tinh dục, di mộng tinh, xương khớp đau mỏi, tai ù, mồ hôi trộm, lão suy. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cật lợn là nguồn protein tốt, chứa nhiều vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm. Vitamin A tham gia vào quá trình tái tạo và bảo dưỡng các mô cơ thể. Trong khi vitamin B12 và sắt cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu, vận chuyển oxy trong máu. Sắt cũng giúp ngăn ngừa thiếu máu, một tình trạng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình enzymatic, có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch, dưỡng thận khỏe mạnh. Thứ ba, hàu luộc trộn mỡ hành. Hàu chứa nhiều kẽm, một khoáng chất quan trọng cho hoạt động của enzyme, chức năng miễn dịch và quá trình sản sinh testosterone. Kẽm cũng có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe sinh sản và tình dục của nam giới. Do đó, ăn hàu rất bổ thận, khả năng giường chiếu cũng như sinh sản đều được tăng cường. Hàu chứa nhiều kẽm, một khoáng chất quan trọng cho hoạt động của enzyme, chức năng miễn dịch và quá trình sản sinh testosterone. Hàu cũng rất giàu omega 3, giúp giảm viêm và có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Từ đó hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn đến các cơ quan, bao gồm cả thận. Hàu còn chứa protein và vitamin D, có vai trò trong việc hỗ trợ cấu trúc xương cũng như sức khỏe tổng thể. Nhờ đó, quý ông sẽ có phong độ luôn sung mãn, lưng và chân cực săn chắc, dẻo dai. Thứ tư, trạch nấu chua. Đông y có câu nói nổi tiếng, trên trời có bồ câu, dưới nước có trạch. Trạch không chỉ là thực phẩm có tác dụng bổ sung năng lượng, ích khí, dưỡng thận, sinh tinh, chống xuất tinh sớm, liệt dương, mà còn chữa vàng da, giải khát, giảm nhiệt, lợi tiểu, bổ gan, chữa ngứa da, phù nề. Ngoài ra, ăn trạch có vai trò hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến thận như đau lưng và mệt mỏi. Nó đặc biệt tốt cho trẻ em và nam giới. Để có món ăn bổ thận giúp quý ông duy trì phong độ cả trong lẫn ngoài, chị em có thể làm món cá trạch nấu chua, thêm gừng để chống lạnh, khử tanh, tăng cường sự hấp dẫn cho món ăn. Cô bác thân mến, vậy là sau chương trình ngày hôm nay, cô bác đã biết thêm về hai cách ngâm trứng gà bổ dưỡng tốt cho xương khớp và bốn món ăn đàn ông nên biết để bổ thận tráng dương. Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ hữu ích đối với cô bác. Cảm ơn cô bác đã luôn chú ý theo dõi đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô bác ở những video tiếp theo của chúng tôi.